Ca sĩ hải ngoại Jenny và tuổi thơ cay đắng bị ruồng bỏ cùng hành trình tìm mẹ suốt 20 năm ròng rã. Ca sĩ hải ngoại Jenny khiến nhiều người không khỏi xúc động đến rơi nước mắt khi nói về tuổi thơ bị ruồng bỏ vì mang hai dòng máu và hành trình tìm mẹ gian nan gần 20 năm ròng rã. Nhắc đến cái tên Jenny 1971, khán giả đam mê dòng nhạc bolero sẽ nghĩ ngay đến chàng ca sĩ người Mỹ gốc Việt với ngoại hình cao lớn rất Tây nhưng cực sỏi tiếng Việt, lại sở hữu giọng ca nội lực trầm buồn và giàu cảm xúc. Hành trình hoạt động nghệ thuật của anh là những dấu son với những bản nhạc chất chứa tiếng lòng của người con khao khát tình mẫu tử như Nó, Mẹ, Cõi Lòng. Cũng chính tuổi thơ bất hạnh và hành trình 17 năm tìm mẹ, nam ca sĩ hải ngoại Jenny đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả, đồng thời cũng khiến khán giả cảm thấy hạnh phúc thay khi chứng kiến cuộc sống viên mãn của gia đình anh tại Mỹ. Lớn lên từ cô nhi viện Thánh Tâm Đà Nẵng, ca sĩ Jenny đã làm quen với cuộc sống tập thể chung với rất nhiều đứa trẻ khác. Khi lên 5 tuổi, anh được mẹ nuôi xin về để phụ giúp chăn bò, trồng khoai, cấy lúa. Vì mang trong mình hai dòng máu Việt Mỹ với nước da ngăm đen, từ nhỏ nam ca sĩ đã sống trong sự kỳ thị và coi thường của người thân hàng xóm. Thậm chí anh thường xuyên bị bắt nạt, trêu chọc. Không dừng lại ở đó, 8 năm sau khi được nhận nuôi, với chương trình Những đứa con lai về Mỹ, mẹ nuôi đã bán anh cho một gia đình người Hoa ở Hội An với giá 3 cây vàng. Theo lời kể của Jenny, vì muốn được cùng di dân sang Mỹ, gia đình ấy cho anh ăn học và có cuộc sống tốt hơn, nhưng họ lại quay ngoắt sau 3 năm chờ đợi mà không thấy tiến triển gì. Thời gian đó, nam ca sĩ buộc phải nghỉ học để đi làm xì dầu, tối về ngủ tạm bợ trên chiếc ghế bố tồi tàn, mơ về một ngày được ở bên mẹ ruột. May mắn thay, năm 1990, chương trình hỗ trợ con lai được tổ chức trở lại. Ca sĩ Jenny thành công được đặt chân đến Mỹ, mở ra cuộc sống hoàn toàn mới tại vùng đất xa lạ và tràn ngập hy vọng về tương lai tươi sáng. Khi đã đạt được mục đích, thái độ của gia đình người Hoa dành cho ca sĩ Jenny cũng không mấy đậm đà. Một năm sau, anh chủ động dọn ra ngoài ở riêng và tự kiếm sống. Cũng nhờ đó, anh bén duyên với âm nhạc thông qua một cuộc thi dành cho người Việt, được gặp gỡ và dẫn dắt bởi các nghệ sĩ gạo cội như cố nhạc sĩ Thu Hồ, nhạc sĩ Mỹ Huyền và ca sĩ Anh Tuấn. Jenny ngày càng được khán giả yêu mến và tạo nên tên tuổi với ca khúc Nó. Sau 2 năm đến Mỹ là tôi bắt đầu đi hát rồi, ở đây show cũng không nhiều nhưng CD thì bán rất chạy. Thời gian đi show bên Úc, Jenny mới vừa đến khách sạn là có người tới gõ cửa, sang tay 1.000 CD là lời 4.000 đô rồi. Một tháng vừa thu âm vừa đi show thì tôi kiếm được cũng phải 15-20.000 đô. Nhưng đã từng kham khổ quá nhiều nên lúc đó tôi tiêu xài xả láng lắm. Nếu biết để dành thì có thể bây giờ tôi là đại gia bất động sản rồi, nam ca sĩ hài hước tiết lộ. Khi có thể làm chủ cuộc sống cũng là lúc ca sĩ Jenny bắt đầu hành trình đi tìm mẹ dù đã ôm nỗi niềm ấy suốt nhiều năm. Nhưng vì ở cô nhi viện từ nhỏ và không có một manh mối nào về mẹ, thậm chí đến năm 2010, nam ca sĩ mới biết được tên thật và ngày sinh của mình sau 39 năm tồn tại trên cõi đời. Anh đã tìm khắp Việt Nam, thử kiểm tra DNA với rất nhiều bà mẹ mất con nhưng chỉ phí công vô ích. Nhiều lần ôm hy vọng rồi lại nhận lấy thất vọng tràn trề, khát vọng tìm mẹ trong anh cũng không còn cháy bỏng như trước. Ca sĩ Jenny bộc bạch mỗi khi lên sóng, Jenny đều chia sẻ ngày sinh của mình để mẹ có thể nhìn thấy và tìm đến. Nhiều năm tìm kiếm vậy chứ Jenny nghĩ có thể mẹ đã về thế giới bên kia rồi. Một phần vì Jenny đã gần 60 tuổi thì mẹ cũng đã gần đất xa trời. Một phần tôi từng nằm chiêm bao thấy báo mộng, nhưng dù vậy tôi vẫn muốn tìm lại gốc gác của mình. Còn cha thì mình đã tìm được nhưng cũng biết ông đã qua đời. Bây giờ cứ làm tốt bổn phận của mình thôi. Sau ngần ấy năm chịu đựng tổn thương, anh gửi cảm xúc vào những bài hát bolero và không ngờ điều đó đã giúp anh có duyên gặp được người vợ hiện tại, cứu vớt cuộc đời vốn đã nghiệt ngã muôn phần. Chia sẻ với Gõ Cửa Thăm Già, chị Thanh Tú, vợ anh đã mê anh như điếu đổ từ năm 12 tuổi. Mãi đến hơn 20 năm sau, cả hai mới có cơ hội trò chuyện gặp mặt và viết nên chuyện tình ngọt ngào mùi mẫn trong từng cử chỉ lời nói. Anh còn nhiều lần sáng tác nhạc để thể hiện tình cảm với vợ làm khán giả ngưỡng mộ không ngớt.